Xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị cùng các bạn đang quay trở lại video tiếp theo trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Ngân và anh Huân, cameraman của kênh ngày hôm nay sẽ chia sẻ đến toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị một cái video rất là thú vị ông bà, cô chú ạ. Ngân đầu tiên xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến sự quan tâm, giúp đỡ của anh Lòng Chúa Thương Xót đang sống tại Hoa Kỳ. Bởi vì là ngày hôm nay là Ngân và anh cameraman Huân thì đang trên cái hành trình là đi bắt một cái cặp bò về để cho gia đình của mẹ và anh Huân. Đây là cái phần quà giúp đỡ để phát triển kinh tế của anh Lòng Chúa Thương Xót. Rất là cảm ơn những cái tình cảm, sự quan tâm thấu đáo của anh dành cho anh em Ngân và anh Huân, để chúng em cũng yên tâm trong những cái hành trình đi san sẻ yêu thương với các cháu nhiều hơn và cũng có cái cơ hội để phát triển kinh tế tốt hơn. Anh Huân có suy nghĩ gì không? Thật sự rất là mừng. Hôm nay là cũng được sự anh Lòng Thế Thương Xót cũng mua một cái đôi bò này tặng mẹ với em, là cảm ơn anh rất nhiều. Hôm nay là cũng được món quà lớn để cho mẹ con em để phát triển kinh tế. Lời đầu tiên thì cũng chúc ông bà, cô chú và các mạnh thường quân một sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Một lần nữa em gửi lời xin cảm ơn anh Lòng Thiếu Thương Xót rất là nhiều ạ. Ok vâng ạ, thưa cô ông bà cô chú các anh chị các bạn, Ngân đang đi vào cái nhà mà bán bò đây rồi. Bây giờ thì anh em Ngân sẽ vào để dắt cặp bò về để tặng cho mẹ con của anh quay phim ạ. Kính mong toàn thể quý ông bà cô chú các anh chị cùng các bạn sẽ đồng hành với video này của kênh Cuộc Sống Tây Bắc ạ. Xin cảm ơn rất là nhiều. Đây đúng không? Nhà đây rồi. Chuyển đằng sau à? Rồi, xin chào chị. Ô, nhà thành phố này thì chuồng bò ở đâu? Nuôi bò đằng nuôi bò đằng sau à? À vâng. Đây qua đằng này sao? Có mở mở được rồi. Đấy, bây giờ bà con ở đây thì mặc dù là ở những cái vùng gọi là cũng không phải là thành phố mà cô chú ạ, nhưng mà cũng khá là đông dân, tuy nhiên là cũng phải phát triển kinh tế thì phía sau này hay có những cái chuồng bò. Bây giờ bò này là không thả mấy mà chỉ là gọi là lấy hay lấy cỏ lấy lá về cho bò ăn ở trong tại trong chuồng thôi. Chuồng bò nuôi như này, bò trâu lẫn lộn đẹp đấy, cặp này đẹp nhỉ, đúng đẹp không? Cặp này thì con mẹ này mà con trứng này còn cũng còn non lắm, dài nhỉ, cặp này dài thế. Nhà nuôi cả con trâu đây này. Đấy, một con trâu bên này là có gà này. Ô, trong chuồng này có ba con lợn nhỏ này. Nhưng mà nuôi này thì hơi gần nhà quá, hơi mất vệ sinh vì cái khu này nó không, đất nó không rộng rãi. Con này không biết là con của cái con này là con nào nữa, nhưng mà cặp bò này thì cũng còn khá là non đấy, chưa già, còn đẻ được nhiều lứa đấy. Nhìn cái này này, dài đấy, màu đẹp đấy. Đâu nhà ông chủ đâu nhỉ? Không biết ông chủ đây. Sao con bò này nó lại trắng thế nhỉ? Sao con mẹ nó là con nào? Nhỏ tí này. Nhỏ tí nhờ. Chắc bắt về nuôi à? Ôi thương thế. Thương đâu. Chắc là nhà bắt về nuôi sao ấy nhỉ? Thương. Nó chắc là thương. Ôi nó không biết cái gì luôn. Hay nhờ. Cái này chắc tầm mười mấy cân đấy chứ. Thế là còn tầm 30 cân, 20 cân. Nhỏ ấy. 20 cân là nhỏ tí ấy. Nhưng mà đáng thương lắm. Nhỏ tí ấy nhỉ? Đấy. Mình quyết định là lấy cặp này nhá. Rồi. Em thấy đẹp đấy. Con này về là con đẻ được cũng thêm vài lứa nữa. Ông chủ đây rồi nhỉ? Tiên ơi! Bà chủ ơi! Thế là không muốn nuôi nữa hay sao, lại bán đi?
không muốn nuôi nữa. Nhà nó neo người nữa. Có ví tiền học của bọn trẻ ấy. Có đồng nào cho bọn trẻ nó bán đi để nộp tiền học cho bọn trẻ. Ừ, thế thôi, thế nó lại đẻ ra mà còn mấy con nữa mà nhỉ. Vâng. Đi đi ra. Điều kiện hoàn cảnh. Thế, thế cái con này là con nào đấy? Bạn bán bán về nuôi à? Ừ, con này kia nhưng mà thấy nó già quá. Ồ, già. Ồ, thế bây giờ nuôi này á? Vâng, nuôi. Phải uống sữa thì nó già. Ôi, trời ơi, thương nhỉ. Nó nhìn từ nãy giờ nó không kêu mà thấy ông chủ bà chủ ra nó o o này. Thế con trong này là cái con của cái này là cái con nào? Hay là con đây. Tưởng là con to to trong kia chứ. Hai hai mẹ con nữa đây. Mẹ này mới đấy mà đẻ lứa đầu mà. Mới đẻ lứa đầu đó. Con đầu tiên này. Đấy. Ui. Mẹ rất trẻ mà. Còn non non đấy nhỉ. Thế thì lại còn về còn đẻ được tha hồ nhỉ. Ôi, con đẻ mấy con nữa, có 7 con nữa. Và bây giờ là giá là vẫn như hồi nãy nói qua điện thoại nhỉ? Vâng. Là vẫn 11 triệu nhỉ? 11 triệu. Mà có xe, ở đây có xe ai nhờ chở ra được không? Có thì phải gọi xe. Gọi xe chở giúp ra với. Vì dắt ra từ đây hai mấy cây số thì cũng mà đến chiều mới tối mới về đến nhà mất. Rồi gọi là lấy về làm của cho nó may mắn mà. Cho sinh sản này anh nhiều đấy. Thế cho bà ngoài kia với anh quay phim mà cũng có vốn làm ăn. Cái này là tình cảm thương của anh ở bên Hoa Kỳ giúp này. Đấy. Bây giờ nhờ em gọi xem có xe không? Vâng. Xong rồi bắt đầu dắt cho anh bắt về luôn. Vâng. Đấy. Cảm giác của anh thế nào? Cảm giác là được món quà của anh lòng thiếu thương xót về làm phát triển kinh tế này, là thích lắm rồi anh ạ. Đấy, phải cố gắng anh ạ. Về nói bà là trồng thêm cỏ khắp vườn nhiều vào. Đấy, bà là nghe bảo là tin anh thì cho một cặp đôi bò để phát triển kinh tế, bà háo hức, ui bà mừng lắm bà. Phải bỏ qua ai đi mà dắt lấy đi chứ. Phải đi bà dắt lấy. Ủa chơi đó bác? Chơi đó, chơi! Chơi. Nhân trẻ à? Nhân trẻ mà. À vâng vâng. Nuôi bò mà ở sát nhà mà bò ở cái sau này cũng không được đảm bảo vệ sinh. Đấy, con mẹ là con là cũng đi theo đấy. Rồi, chuyển chuồng. Để về nhà mới để trông hay ăn trông lớn nào. Về để ăn nào, làm một con của nào. Đây, để đi theo mẹ nào. Rồi. Nó con ơi, nó sợ à? Đi từ từ chứ. Đấy. Bò của ai tự dắt lấy cho nó may mắn thôi. Về làm của mong nó no. Con lại không ra chạy cắm lại đi để cháu xuống cho. Đóng cửa đấy lại đi để cháu xuống. À, đóng cửa lại đó ông ạ, thế. Ông có dây chưa? Đây này. Vâng. Cháu cứ dắt ra đi. Vâng. Cháu cứ dắt ra để. Ừ. Cháu cũng không vào cổ con nhé. Con bé nào có đeo quảng cổ đây ạ. Cái này à, cái này bùa cổ. Đấy, bùa cổ. Lấy nước đấy. Đấy, đấy, từ từ từ. À. Từ từ, nào ngoan, nào đấy. Ngoan là cổ. Người chưa quen mấy. Đấy, lớn là nào. Thấy lạ ấy. Đấy, dắt đi, cháu dắt con mẹ. Vâng. Cứ dắt đi, dắt thẳng con mẹ lại. Vâng. Ôi, con dưa nó đi theo kìa. Đấy, con đi theo. À. Cũng may là cái ngõ này nhỏ như thế này nó không đi được nhỉ. Thế làm sao quảng cổ được đây? Từ từ. Ở đây không bắt đi ra đường, chạy của bắt được chết toàn. Vâng. Nó khủng lắm. Dắt đi, dắt cho tí để cho để bắt được cái cổ con. Đấy, đây, là khéo thì khéo vào là nó sợ ấy. Nhẹ nhẹ thôi ấy, chị ạ.
nhé thôi, nó mới vừa vừa nói này. Thôi là cho con mẹ nó vào đây. Được chưa? Được rồi. Phải cho lên trên. Nó bắt được con nó rồi, đây con nó ngoài đường nó nhảy. Phang dây được rồi. Nè đi nào. Đi về để làm cỏ nào. Đây đây. Con kia nó cứ chạy theo nhỉ. Con to này cứ chạy ra ngoài này. Chắc nó đang ở trong chuồng chung với nhau nó quen. Thế phải có hai người, một người tách ra đó. Trong ấy mở cổng. Không là nó lao ra cả con kia là không bắt được đâu. Ra đi. Đấy. Dẫn được. Cho lên đây cho chú buộc. Chở bằng xe này thì tiện hơn, nó thấp hơn thì tiện hơn nhỉ. Đuổi nhẹ nó để nó lên. Đấy. Đấy. Nào con nào lên đi. Lên. Có cần phải có dây không con mẹ? Đi lên. Có dây kia rồi. Đi lên. Lên đây nào. Ý. Phải có người đuổi phía sau. Lên. Lên xe nó khó. Ý. Chưa được đi lên. Xe bao giờ nó sợ. Đấy. Đó, lên rồi đấy. Đấy. Cái buộc không bác ơi. Rồi, bây giờ là anh em ngân sẽ gửi tiền cho chị, xong rồi bắt đầu sẽ hành trình 20 cây số để lại ra bên nhà anh quay phim Hùng Huân. Chúng em gửi cái kinh phí nha, xong rồi cũng xin phép để đi ra luôn đấy. Chị xin coi em đây. Anh à? 11 nha anh nhá. Vừa rút ra nó có hơi lộn xộn. Tính cho em nhá. 1 triệu này. Lộn xộn quá, chờ em tí này. 2 triệu này. 3 triệu này. 4 triệu này. Đúng không anh nhỉ? 5 triệu này. Vừa rút từ cây ra cho nên nó hơi lộn xộn. 6 triệu này. 7 triệu này. 8 triệu này. 2, 3, 4, 9 triệu này. 1, 2, 3, 4, 5, 10 này. 1, 2, 3, 4. Đây anh ạ, 11 triệu. Anh đếm lại cho em xem nào. Vâng, đếm lại đi anh ạ, cho nó đỡ. Biết đâu em đếm thừa thì sao? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 này. Dạ, đủ đây nhá. Rồi, cảm ơn anh nhiều nhá. Vâng, con chúng em xin con của để về cho nó may mắn đấy nhá. Chị nhá, cảm ơn nhá. Vâng, chúng em xin phép đây nhá. Anh em Ngân với anh Huân cũng xin phép quý ông bà cô chú anh chị cùng bạn là bây giờ sẽ di chuyển ra ngoài cao phong đã, bởi vì là chú ấy, chở xe ba gác là đi trước, anh em phải đuổi sau để dẫn đường. Để hẹn gặp toàn thể quý ông bà cô chú anh chị cùng các bạn ở ngoài chỗ nhà của anh quay phim. Cháu gọi mà không nghe. Ở trên dưới nhà dưới kia. Còn bây giờ cho vào cái chỗ kia đây nhỉ. Chú ơi vào trong này đi. Ở đây chú ạ.
Bây giờ thì cho nó nhảy xuống được anh chú nhỉ? Nó vẫn nhảy được chứ? Nhảy nhảy. Tì chớ và ăn nó rồi. Nó chụp cưới ha ra. Cưới đây, cưới đây. Cưới đi. Mở cái nào trước đi. Để giờ. Đấy, bà có ưa không? Đấy, ưa. Bà thích quá đấy đấy. Đấy. Thế nào nó nhảy được cái chừng này ăn thôi gì? À thế ạ. Hôm trước là cháu bắt cái cặp có một cặp cái xe ô tô nó còn nhảy xuống luôn được ấy. Cái xe này còn thấp nhỉ. Vâng. Cái gì bà? Không chui được cho nó xuống chứ bây giờ cho chú mở đã. Đấy, một cặp mẹ con. Đi tỏa đó. Thế bà đã chuẩn bị tí lá nào cho bò chưa? Ở dưới chuồng ấy, anh Giang ấy. Đấy, ngày hôm nay thì tiền thể Ngân sẽ tí nó sẽ lên chia sẻ với ông bà của chú là nhà của anh Huân với bà luôn, cũng làm xong từ đợt cũng khá là lâu rồi nhưng mà chưa có dịp để quay lại. Hôm nay thì anh lòng chúa thương xót thì giúp bà với anh Huân là một cặp bò này để phát triển kinh tế làm vốn liếng. Nó nhảy xuống đấy. Đấy, chú mở rồi mà anh cứ dắt xuống thôi. Cho nó nhảy xuống thôi. Đấy, nó nhảy đấy. Ui dồi, giỏi nhỉ. Con nó cũng nhảy đấy. Đấy, ui dồi. Tội thế. Không sao, không sao. Lớn, lớn. Cái này phải có cái thang hay cái gì ấy nhỉ. Đấy, đi đằng nào nào. Đấy, dắt xuống đi anh. Cho xuống trước đi. Chờ cháu một tí chú nhá. Cháu gửi tiền nhá. Ăn gì nữa cho nó xuống đi ra anh ơi. Để gửi tiền cho chú đó. À nó đói nó ăn luôn à? Đói nó ăn đó. Ủa. Ăn luôn này. Anh cột tạm rồi đi. Để em gửi tiền cho chú để chú còn vào. Để trong một tí mình mới dắt xuống. Cột vào chỗ gốc ấy. Hết bao nhiêu tiền hả chú? 300 ạ. Vâng. Để cháu gửi tiền cho chú luôn. 100 rưỡi. Vâng. Vâng. 200. 300. Vâng, dạ cháu cảm ơn chú nhá. Vâng. Chú vào nhà uống nước đi chú. Thôi xin về. Dạ vâng ạ. Cùng nấu cơm các cháu ạ. Nấu cơm các cháu ạ. Vâng. 3 4 đứa cháu. Rồi đưa thuốc, bác thuốc à. 3 4 đứa cháu đi học không? À thế ạ. Vâng. Có bé chứ biết nấu. Vâng. Thế cảm ơn chú nhiều ạ. Vâng. Vâng. Đấy ăn đi nào nào ăn thôi. Đi. Đấy. Đây có. Đấy, nó ăn đấy nhỉ. Đấy, đang đói. Đói à? Đói đấy nhỉ. Đấy, chia rồi. Đáng lẽ là nhà là ăn được ăn rồi nhưng mà đi đấy, một chặng đường xa nên không có gì đói nên nó ăn. Đúng rồi. Ăn nhiều như là chả mấy chốc là béo đấy. Đấy. Ồ. Thấy chưa? Ăn cái cỏ này cũng ăn nhỉ. Ê, vô liếng làm anh nhá. Đấy. Cố gắng chăm nhá. Phải chăm nhá. Anh lòng thiếu thương xót đã cho rồi hai mẹ con em để em cảm ơn anh nhận nhưng mà cũng phải đó cho nó ăn rồi bởi vì là chăm sóc nó vào. Đấy, chăm sóc là sau này nó nhân giống được một đàn bò. Đúng rồi, phát triển dần. Đấy, phát triển dần, phát triển kinh tế dần. Hai mẹ con. Rồi cuối năm nay là lấy vợ nữa là có bò có vợ nữa. Có bò có vợ nên là ngon rồi. Cảm ơn anh nhiều. Được nuôi bò này là ngon đấy. Có đấy. Vừa có nhà xây vừa có nhà mới nhá. Bây giờ là có bò nhá. Đấy, có bò rồi. Cuối năm là có vợ nhá. Phải phấn đấu đấy. Phấn đấu chứ. Đấy. Anh cho bà cái mic đi xong rồi để trò chuyện với bà một tí nào. Đúng là anh thì là anh lòng chúa thương xót đây giúp bà đấy. Đấy bà có mừng không bà? Ơi, thấy con cái này chứ phấn khởi lắm. Cảm ơn cháu nha, đã giúp bà cặp bò này, bà phấn khởi lắm. Vâng đấy, anh lòng chúa thương xót cháu. Lòng chúa thương xót đi bà gọi như thế. Anh cháu là chú thương xót thì cho bà cặp bò này là bà rất là cảm ơn và phấn khởi đấy. Thì bây giờ hai mẹ con cố gắng chăm bà nhá.
với anh Huân đấy, cố gắng chăm. Vâng, phải cố gắng đấy. Vâng, cháu vừa nói xong bảo là vừa có nhà mới xong rồi giờ đấy. Có bò nó cuối năm nó có vợ nữa. Đấy là nhất đấy bà, dần dần. Sống trăm tuổi đấy. Đấy, này hai con cái bà nhá, cái con này cũng con cái này, con nhỏ này đấy. Ồ, thích nhờ, hai mẹ luôn. Hai mẹ đấy, cái này dần dần nó mới lên được một đàn bò được. Hai mẹ rồi, hai máy rồi, hai bò rồi. Ôi cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cả Ngân nữa. Dạ. Tạo điều kiện cô Ngân việc làm cho bà. Dạ. Bà rất là phấn khởi. Dạ. Cảm ơn các cháu đấy, cả cháu chúa thương xót nữa. Dạ vâng, cháu thì đấy, hai anh em đi cùng với nhau thì anh lòng chúa thương xót ông bà là hôm trước cũng giúp ông bà bên nhà con rồi. Và thế thôi thì anh em cùng đi với nhau, người có người không thì cũng cũng thương. Rồi thấy anh với bà cũng ở riêng, cũng hoàn cảnh cũng chưa có cái gì, thế là anh bảo thôi giúp được các hoàn cảnh khó khăn thì cũng giúp hai anh em để có thêm cái con vật nuôi để mà phát triển kinh tế. Đấy, anh cũng chu đáo lắm, lo nghĩ từng chi li một như thế bà. Đấy là cảm ơn đấy. Vâng. Không biết nói cái gì hơn hết. Vâng, dạ. Cảm ơn nhiều. Dạ. Thế dắt xuống thôi, dắt xuống chuồng đi, tí nữa mới lấy, mới lấy cỏ cho nó sau. Cả con nhỏ cũng ăn đây này, đấy. Thương nhé, yêu. Nhà anh quay phim ở trên kia, nhà anh Huân đấy, nhưng mà dưới này là nhà anh trai thì bây giờ chuồng thì chưa kịp làm nên là nhốt ở dưới chuồng có sẵn rồi. Đỡ phải làm, sau này thì muốn làm sau. Bà có biết làm đâu, cũng phải các cháu làm cho chứ. Vâng, chuồng thì làm sao bà làm được. Vâng. Đấy. Thế này là sẵn rồi. Thì giờ chỉ lo con vật nuôi thôi đúng không? Ừ. Đấy, cho vào. Vào đi con. Đấy. Đấy. Nhà mình ở đây đấy nha. Nó đang sợ, chưa quen chuồng. Cái quen đi vào. Sạch sẽ đấy nhà chuồng này nhỉ. Mình ở đây đấy. Ở đây để anh phun khử trùng này kia hôm qua rồi chứ. Lấy cỏ cho. Phun được. Có quạt cũng được, cũng mà đây này. Có quạt luôn à? À, mùa nóng mà bật quạt à? Mùa nóng bật quạt. Chà chà. Chơi kiểu hiện đại đấy nhỉ. Cho nó anh cột sơ sơ cho nó quen đi đó. Đấy, cột sơ sơ thôi, nó không ra. Nó không ra, để mấy hôm nữa, để nó quen quen đi, nó có cỏ nó ăn là nó không ra đâu. Đang lấy cỏ về. Đấy. Lấy cỏ cho về, bà mày đi chợ, để bà các con thì lấy cỏ sẵn rồi mà. Vâng. Ui, bên này nhà bác ấy nuôi nhiều lợn thế nhỉ. Rồi. Phát triển kinh tế ở vùng nông thôn nên là kiểu này thôi. Lợn này, bên này mới đẻ anh cái này. Mới được mấy tháng. À, con hai bên kia là con mẹ à? Hai con mẹ, một con ở ngoài, cái này ba con. Một con ở ngoài á? Đây, hai con lợn to này, con lợn mẹ. Nhiều nhỉ. Đấy, trốn rồi đúng. Còn con ở đâu anh? À, còn con ngoài này à? Ui dồi, tắm à? Khiếp thế. Ui dồi. Con đây đang cửa đấy. À, lòng to quá, ông bà của chú này. Chắc phải mấy tạ này. Thôi. Con đây là hơn hai tạ. Ui, to nhé. Ra nó tắm này cho nó ăn hai móc cải luôn. Hai tạ đang có chửa anh. Con nhỏ to, con to này mình giống như con lợn trong rừng ấy nhỉ, lợn lòi ấy nhỉ. Ăn cải bắp. Ăn cải bắp. Ui to thế này bằng con bò rồi. Đúng bằng con bò. Đấy, thế là bò là có yên ổn rồi nhỉ? Dạ có chuồng này là ổn rồi. Canh buộc một tí thôi anh ạ, nên có cỏ là cứ cho nó ăn thoải mái thôi, nó không ra đâu cái này. Có cả máy phát cái xay cỏ, xay cỏ bên như bên nhà cháu ấy. Có máy xịt đây, rửa chuồng trại đằng nào. Vâng. Nhưng mà có máy quạt đây. Rồi máy xịt đây này, dây đây này. Vệ sinh cho nó sạch. Vâng, sạch sẽ. Đấy. Máy xịt đây. Đấy. Bật lên phát một veng. Sạch luôn, không có chuồng đâu. Đấy, tôi phải thế chứ đúng không? Bên nhà em cũng thế đấy. Bây giờ chăn nuôi phải thế cho nó sạch sẽ, nó đỡ mầm bệnh. Mà đằng trước này này, anh Huân ơi. Đằng trước này nó sợ nó nhảy ra thì buộc một cái cây ngang ra. Đấy, buộc cây ngang vào nhá, lúc nào nhá. Quả nó nhảy ra ấy, bò nó nhảy cũng giỏi phết đấy. Hôm nay trên xe nó nhảy cầu vèo kìa.
Lúc nãy nó nhảy từ xe xuống hả? Vâng, nó có cần cái gì đâu, con của nó là còn nằm trong phòng ấy. Cháu kiểm tra răng nó gì? Kiểm tra răng rồi, con này vừa đẻ có một đứa thôi. Răng này con kiểm tra thì nó chưa gãy đâu. À. Còn non mà. Ơi, vừa đẻ một lứa rồi. Đấy. Còn hết đấy. Răng trắng này cơ mà. Trắng rồi đấy. Đẹp đấy. Này nó vừa đẻ một lứa thôi bảo đấy. Mới có một con này thôi. Vâng, một con này thôi. Ui con này nó cứ sang đây nhỉ. Ui giời. Bằng con bò luôn rồi. Cái này anh thả ra này có mờ nó phá tung hết đấy anh ạ. Để nó lượn cho đẻ cho nó tốt à. Thôi đi lên thôi thế thôi nhỉ. Muộn rồi anh ơi, để tí nữa chị mang cỏ về để cho nó ăn thôi. Rồi hãy ăn trong lớn nha, cho nhà anh Huân nhá. Sinh sản đều đều nhá, sinh nhiều con rồi nhá. Rồi cảm ơn anh lòng chứa thương xót. Đấy, cứ một năm một con là được rồi. Rồi một cặp bò rất là đẹp đây ông bà ông chú ạ. Cảm ơn anh lòng chú thương xót rất là nhiều đã giúp đỡ cho bà với anh Huân để có vốn liếng phát triển kinh tế. Đi lên đây nhảy. Rồi, đi lên thôi. Lên thôi anh ơi. Lên, lên trên nhà đi. Ở nhà anh Huân với bà đấy ông bà cô chú, ngày trước thì con có chia sẻ một video lúc đầu làm thôi, mà đến thời điểm hiện tại thì bà với anh thì cũng đã dọn về để ở trên nhà rồi. Bà là đi bán hàng ngoài chợ thì mới về. Bật điện lên cho sáng. Nhà thì bên ngoài này là một gian phòng khách. Ông bà thông cảm là bởi vì là bà bán hàng ngoài chợ thì nhất là nhiều đồ, những cái đồ mà thổ cẩm của người dân tộc Mường. Đây, những cái tấm vải như thế này, cho nên là nhà hơi lộn xộn. Gian phòng khách này của bà này, bên kia là cái chiếc máy khâu. Đấy, bà còn để khâu để may hàng, may đồ để bán. Nhà cũng nhỏ nhỏ, gọn gọn thôi ông bà cô chú ạ. Lợp bằng tấm tôn chống nóng. Phòng ngoài này là phòng bà. Bà ngoài à? Bà ngoài. À, đây. Phòng bà bên này. Trong này là phòng anh Huân. Nhưng mà chưa thấy có chị ở đâu. Chưa có, còn mỗi mình. Phòng này là chuẩn bị là năm cuối năm này phòng tân hôn đấy chứ. Đúng rồi. Đúng không? Đây, phòng của anh Huân cũng chưa có gì đâu mà cũng như phòng của các cháu mà anh Ân hay đi chia sẻ rồi, cũng có cái giường này, đấy, cái tủ để quần áo, cái đệm ngủ, thế thôi. Thế nhà bếp đây. Nhà bếp đây à? Ngay nhà bếp cũng gọn gọn nhỏ nhỏ nhỉ, cũng có để bát đúng không? Tôi để bát. Nhà bên kia là nhà vệ sinh đó. Làm gần như cũng như các hoàn cảnh các cháu mà anh em gần hay đi làm, cũng có cái kệ để bếp ga, rửa bát. Có cái là nhà thì chưa có vợ nên là hơi nhiều đồ bừa bộn một tí. Có nhà có cửa rồi, nhưng phấn đấu là lấy một cô vợ nữa là ổn đấy. Lấy về chăn bò à? Lấy về xong rồi đi chăn bò. Còn anh em lại đi đồng hành lấy cuộc sống Tây Bắc. Thế là hỗ trợ cháu đúng không? Thế. Làm cầu nối đúng không? Hai phòng ngủ. Đấy, phòng của bà đây. Phòng của bà đấy. Cũng cửa kia cũng gọn gàng và ông bà có chuộng. Nói chung là thế này thôi, nhà nông thôn ấy. Bên ngoài này thì chưa có cái gì thôi. Nhà còn... Nói chung là mới làm ra, bà thì lớn tuổi, 75, 76 tuổi rồi, cũng còn phải lo lụng. Thôi thế thôi nhỉ, bây giờ kết thúc video thôi nhỉ. Anh còn trước là anh có cảm giác gì bây giờ nè? Thật sự rất là vui. Cảm ơn anh lòng chứa thương xót đã mua được một cặp bò cho mẹ con em. Thì trong suốt thời gian em với em Ngân này cũng đi với nhau thì hôm nay là cũng có món quà đặc biệt với anh, cũng mua về cho mẹ con em phát triển kinh tế. Thì lần nữa thì cảm ơn anh, chúc anh thật nhiều sức khỏe. Thì bà thì cũng cảm ơn lòng chùa thương xót đã giúp đỡ hai mẹ con thì hai một cặp bò hai mẹ con đấy cũng rất là cảm ơn, phấn khởi. Thì
cuối cùng thì tôi cũng chẳng biết nói gì hơn hết, 9 ơn 10 ơn rồi thì bây giờ thì chúc sức khỏe cháu và gia đình hạnh phúc. Vâng ạ, thì thưa ông bà cô chú, những cái món quà như thế này rất là ý nghĩa, rất là quý giá cả về tinh thần lẫn vật chất, bởi vì nó sẽ giúp cho cuộc sống đổi thay hơn. Thực sự Ngân cảm thấy rất là xúc động, bởi vì ngoài Ngân cũng đã được nhận những cái món quà đặc biệt từ anh lòng chú thương xót, từ các ông bà các cô chú khác, ngày hôm nay lại may mắn để cũng được anh Thương để giúp cho bà với anh Huân có thêm cái điều kiện để phát triển kinh tế này thì quá là tuyệt vời, không còn điều gì để có thể nói lên cái cảm xúc, cái lòng biết ơn bây giờ ông bà của chú ạ. Một lần nữa chỉ biết là gửi lời cảm ơn đến anh lòng chú thương xót đã tạo điều kiện cho gia đình chúng em có cái cơ hội để đổi thay trong cuộc sống. Luôn kính chúc anh nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và mong rằng trong thời gian tới này sẽ nhận được thêm nhiều hơn những cái tình cảm yêu thương chia sẻ của anh dành cho những hoàn cảnh khó khăn trên kênh Cuộc Sống Tây Bắc cũng như là gia đình của chúng em. Xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị luôn đồng hành, luôn giúp đỡ kênh Cuộc Sống Tây Bắc. Video ngày hôm nay thì bà với lại anh em Ngân sẽ tạm khép lại tại đây. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn và kính chúc đến toàn thể quý ông bà, cô chú, các anh chị nhiều sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào. Chào đi bà ơi, anh ơi.